xuống, có nghĩa là bước hai bước thôi. Xuống đây này. 1 2 xuống đây này. 1 2 xuống đây này. 1 2 xuống đây kia. 1 2 đó. Nó có nhiều của nó hết. Xuống đây. 1 2 xuống đây. 1 2 xuống đây kia. 1 2 đó. Nó đơn giản thôi mà. Và khi các bạn đứng nhá. Đây. Mình sẽ nói về vấn đề là giữ thăng bằng nhé. Các bạn cưa cây đấy, chắc chắn sẽ có một chân trụ. Ví dụ là chân trái các bạn trụ rồi mỏi thì có thể đổi lên chân phải trụ. Chân phải trụ, chân nào trụ ấy thì chân ấy sẽ thấp hơn. Còn chân cao hơn sẽ là tạo điểm tì. Tì cây khi các bạn cưa nhé, các bạn nhìn xả dây ra hết cỡ. Khi cưa đấy, muốn giữ thăng bằng tốt đấy, xả dây dài ra. Chân đầu gối này, các bạn nhìn này. Hoặc là muốn tì tốt hơn, xích dây lại một tí đầu gối này. Chân dưới trụ nhé. Chân trên hơi co vào, hơi co vào bên trong này. Đầu gối đẩy vào cây này. Nó sẽ tạo thành 3 điểm. Một điểm chân này. Đứng lại đây. Đứng lại đây, về hướng này, đứng lại đây. Sẽ tạo một điểm đinh nhá, một điểm đầu gối tì này. Nó sẽ ví dụ mình tì chặt đấy, nó sẽ tạo một mặt phẳng ở đây. Chân dưới vẫn là chân trụ. Cái phần đinh dưới vẫn là đinh trụ. Đây. Khi mình cưa đấy thì mình giữ thăng bằng. Đứng đường đứng xa bên nào một tí. Đây phần đầu gối nhá, tì đầu gối đẩy mạnh vào cây này, tì người ra cầm cưa thì lúc đấy giữ thăng bằng được, nó không bị lạng lách ra vì nó tạo thành nhiều điểm tì so với hai đinh này. Thứ hai là chú ý đấy, khi cây nhỏ đấy đừng để hai đinh song song gần nhau này. Hai đinh gần nhau quá thì các bạn hình dung này, đó nó sẽ tạo điểm lắc lắc này. Đó, hai đinh gần nhau quá, ví dụ là nó sẽ cây nhỏ đấy thì các bạn chú ý ở đạp sang hai nửa cây, đạp sang hai nửa cây, chân đầu gối bát lên vào cây này. Đó, tại hai nửa cây nhé. Thì nó, các bạn hình dung là hai đinh nó xa nhau thì nó sẽ không có độ lắc nữa. Người mình vững, vững hơn. Vững hơn rất nhiều. Đấy. Càng đạp rộng thì càng vững thôi. Đấy, thoải mái luôn. Đấy, lắc làm sao được. Đó. Các bạn hình dung là ví dụ hai chân sang hai bên thì người mình nó tạo hình tam giác ấy. Thì cái phần đáy tam giác nó càng to thì nó càng vững. Còn cái phần đáy tam giác càng nhỏ, ví dụ là hai đinh nó gần nhau này, đấy tam giác càng nhỏ thì nó sẽ có cảm giác lắc lắc này. Khi các bạn cưa ấy, nó không giữ được thăng bằng này, lắc này. Đó, còn khi các bạn rộng chân đây này, đó sẽ tạo thành tam giác, cây các đáy nó to hơn, lắc này. Hai chân các bạn lắc thoải mái đó. Đó đấy, nó không bị lắc kiểu mất thăng bằng nữa. Đây là chú ý. Đây kéo xuống. Đây, nói kỹ về cái dây an toàn này. Thì cái dòng dây nối mềm ấy ưu điểm hơn so với tất cả những dòng dây khác, cái khóa hãm khác, là lý do là các bạn nhìn nhả dây này. À. Đó. Nó nhả từ từ. Chứ nó không làm khực một cái kéo lên này, các bạn nhìn cầm đuôi dây này. Kéo lên này. Một tay cầm. À. Nhả. Nhả. Nhả ra. Từ từ. Đó. Đó, nhả ra từ từ. Kéo này, cầm này, kéo, kéo, đó. Ưu điểm của cái dòng dây nối mềm là lý do là nó sẽ ra vào nhẹ nhàng hơn so với những dòng khóa. Thế thôi, đây là toàn bộ video mình, đây là sẽ cách nói chú ý. Thứ hai là dây bọc dù này, à dây bọc vải này. Chú ý ở đây một tí. Các bạn nhìn nhá, không cái gì là thừa dây bọc vải này, nó sẽ bảo vệ cái dây chính chống bị xước. Thứ hai là khi mình tì ấy, mình chạy này, các bạn nhìn nhá, dây chính chạy này. Đó, dây bọc vải vẫn đứng nguyên. Vì lý do là dây bọc vải đã tì vào cây rồi, thì dây chính nó sẽ chạy theo trong lòng cái ống bọc vải này. Thì làm như vậy ưu điểm là sẽ không bị xước dây chính. Với hai là khi mình di chuyển sang trái sang phải này, đó, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi mình quay người đấy, khi là nghiêng cây này, nghiêng cái này, đó, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đây một vài chú ý nhé.